liên quan đến sàn thương mại điện tử Temu, phó thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước cho biết về khía cạnh quản lý thuế, Temu cũng nằm trong diện phải nộp thuế như Google hay Facebook. Phó thủ tướng cũng đã yêu cầu tổng cục kiểm tra thuế, tổng cục thuế kiểm tra lại việc lập hồ sơ thu thuế đối với sàn thương mại điện tử Temu đang tiến hành đến bước nào. Hiện tổng cục thuế đang cho kiểm tra dữ liệu và yêu cầu đến kê khai nộp thuế. Trường hợp không nộp sẽ được tổ chức thanh tra xử lý.